Sốt mayonnaise thơm ngon béo ngậy rất hấp dẫn là một món ngon không thể thiếu trong mỗi căn bếp gia đình. Trong video hôm nay, Hang San Nature Food xin giới thiệu công thức chế biến món sốt mayonnaise đặc biệt, chỉ chế biến trong 10 phút, không cần trứng mà vẫn ngon chuẩn vị. Nguyên liệu cần chuẩn bị cho 100g thành phẩm bao gồm: dầu ăn phần 1 là 27g, dầu ăn phần 2 là 25g, nước tinh khiết 41g, hỗn hợp gia vị gồm 1g giấm, 1/2g đường, 1/2g muối, thành phần cuối cùng là San Dry Binder F43, 4g. San Dry Binder F43 là bí quyết đặc biệt trong công thức mayonnaise của Hang San Nature Food, giúp sản phẩm có thể giữ nước và giữ dầu rất tốt, tạo nên món sốt mayonnaise béo, ngậy, thơm ngon đặc biệt. Các thao tác thực hiện như sau. Bước 1. Khuấy tan đường và muối vào nước. Bước 2. Cho 27g dầu ăn vào hỗn hợp. Sau đó dùng máy đánh trứng đánh mạnh ở tốc độ cao và đều trong 2 phút để nước và dầu hòa lẫn vào nhau. Bước 3. Tiếp tục cho từ 4g San Dry Binder F43 vào hỗn hợp trên và dùng máy đánh trứng đánh đều và nhanh trong 3 phút. Tùy vào độ đặc mong muốn, bạn có thể tăng giảm lượng bột San Dry Binder F43. Bước 4. Cho từ tiếp 25g dầu ăn phần 2 vào hỗn hợp rồi đánh đều ở tốc độ cao trong vòng 3 phút nữa. Bước 5. Khi hỗn hợp trở nên đặc sánh, bạn bổ sung thêm giấm và đánh đều nhẹ trong 1 đến 2 phút. Thành phẩm là món sốt mayonnaise mềm mịn, bông, nếm vị béo ngậy, không vị tách nước, tách dầu. Chỉ trong vòng 10 phút và với các thao tác rất đơn giản, bạn đã có thể có món sốt mayonnaise đặc biệt từ San Dry Binder F43, một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên của Hang San Nature Food. Hãy gọi ngay hotline 0901 701 702 để được tư vấn và đặt mua sản phẩm San Dry Binder F43 của chúng tôi. Hang San Nature Food luôn đồng hành cùng các món ăn ngon của gia đình bạn.